Xin chào tất cả quý khách hàng cùng anh em tài xế trên mọi miền Tổ quốc. Em tên là Thăng, nhân viên tại công ty ô tô Phú Cường. Hôm nay là em đang chuẩn bị bàn giao một chiếc xe Jack N350S, một chiếc xe màu xanh anh đã đặt và rất là đẹp. Thì bên công ty em lúc nào cũng có xe sẵn và hiện tại là đã hoàn thành công nợ cũng như là thủ tục rồi. Thì con xe 3,5 tấn này thì có chiều dài thùng là 4,6 và sử dụng là động cơ Cummins rất là nổi tiếng và rất là chất lượng trong hiện nay. Ở động cơ Cummins này là có thể tích là 2.8 lít và có công suất máy lực rất là cao luôn, là 120 PS, và điều đặc biệt là siêu tiết kiệm nhiên liệu, đi 100 cây thì tầm khoảng 9 lít cho quý khách thôi. Quý khách hàng có nhu cầu cần xem xe và cần thử xe thì đến với công ty ô tô Phú Cường hoặc là điện thoại, số điện thoại của hotline của công ty để được trao đổi cũng như là về báo giá xe hoặc là nhắn tin gửi hình xe hoặc là nhắn tin check-in địa chỉ cho quý khách lên xem xe và thủ tục trả góp nữa. Thì bên công ty Phú Cường thì cho khách hàng vay là cao nhất là 80% luôn cho quý khách. Còn nếu mà mua tiền mặt thì giao nhanh. Là nhà máy là bảo hành tốt nhất Việt Nam, bảo hành 5 năm trên 150.000 km. Và hiện tại là dòng xe Jack 3,5 tấn này được rất là ưu đãi và rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn. Được tặng giảm giá trực tiếp cho quý khách hàng là 15 triệu đồng. Cộng với camera hành trình cũng như là tặng ốp vô lăng cabin hoặc là lốp sàn cabin luôn nha quý khách. Rất là nhiều ưu đãi luôn. Hơn tất cả các dòng khác. Rồi. Quý khách hàng có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ đến số hotline của công ty nhé. Xin chào, cảm ơn, tạm biệt tất cả quý khách. Dạ em chào anh. Anh có thể giới thiệu một chút xíu về anh được không? Anh tên là anh Nguyễn Thanh Hồng. Các bạn. Vì sao có nhiều dòng xe mà anh lại chọn cái Jack N350S? Tại vì nói chung anh cũng thấy anh em cũng có sử dụng rồi đó. Anh em rồi giới thiệu với nhau, nó là dòng xe này nó mới rồi. Thấy cũng được, rồi anh lấy cái đây mặt hàng. Mình mua chiếc xe này về mình chở chủ yếu là mặt hàng gì? Để trái cây chứ. Dạ. Cái trước đây anh đã chạy qua nhiều dòng xe khác chưa? Chưa, nói chung là anh chỉ mới thôi, anh ấy được là anh mua thì giờ con. Ý là hiện nay có rất là nhiều nơi bán xe, nhưng mà vì sao mình lại chọn Phú Cường để mà mình chọn mua xe? Tại vì là thấy ở đây là tiếp xúc chứ, tới mua vui vẻ nè, rồi À, trên chiếc xe này là anh ưng ý nhất là điểm nào? Nói chung là anh ưng ý nó từ lúc đầu là nó toàn bằng đó. Ngày đầu đi câu là nó ưng ý rồi. Cái thời gian với là thủ tục bàn giao xe bên em có như ý anh không? Cũng được á, cũng được. Tại vì thay vì lấy nay hai bữa mà tại vì anh chưa được ngày, chọn hôm nay ngày tốt rồi lấy luôn. Sau này công việc kinh doanh thuận lợi á, anh có quay lại Phú Cường mua nữa không? Có chứ, được thì chẳng nào mà ăn được mình làm tiếp chứ. Mà anh em nếu có xài thì mình đều về đây. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chào tạm biệt khán giả đi.